Xin chào, mình là KIENPHAM, chào mừng các bạn đến với channel của mình là về men style và một chút những thứ liên quan đến cuộc sống của mình. Thì như các bạn đã đọc được trên title này, đây là một video haul, cụ thể hơn là Uniqlo haul. Và cá nhân của mình đánh giá rằng đây là một bộ sưu tập đỉnh nhất của Uniqlo từ trước đến giờ. Vậy nên là sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Intro. Trước khi đi vào video thì mình phải có nhiệm vụ thông báo video này được tài trợ bởi Frank, một thương hiệu đồ da thủ công tại Việt Nam hướng đến sự đơn giản, lịch thiệp và tinh tế. Thông tin chi tiết hơn về Frank mình sẽ nói phía sau video. Được rồi, vậy thì bộ sưu tập này là bộ sưu tập gì? Và tại sao mình lại nói đây là một bộ sưu tập đỉnh nhất từ trước đến giờ của Uniqlo? Để mình lấy tạm một cái tag của cái bộ sưu tập này. Đây là bộ sưu tập có tên là Plus J. Và Plus J là brand name của sự hợp tác giữa Uniqlo và Jill Sander. Nếu mà các bạn cũng quan tâm đến thời trang, các bạn là một tín đồ thời trang thì chắc hẳn các bạn cũng đang nghe quen đến cái tên Jill Sander. Jill Sander là một nhà thiết kế nữ người Đức. Bà có một cái biệt danh mà chỉ cần nghe đến thôi cũng đã biết được là cái phong cách bà hướng tới là gì. Jill Sander được mọi người mệnh danh là Queen of Less, nữ hoàng của sự tối giản. Bà là một trong những nhà thiết kế có ảnh hưởng lớn nhất về cái trend minimalism những năm 90. Và cái hãng Jill Sander dựa theo tên của bà ấy cũng là một trong những hãng thời trang nổi nhất trong cái làn sóng của minimalism và trong cái thời điểm những năm 90. Thực ra là cái câu chuyện của Jill Sander cũng khá là trớ trêu. Cái thương hiệu designer Jill Sander bây giờ nó lại không liên quan gì đến Jill Sander hết. Bà ấy đã bán cái tên thương hiệu của bản thân cho Prada năm 1999. Sau đấy do mâu thuẫn với Prada cho nên là bà ấy đã rời đi vào năm 2002. Sau đấy bà lại quay lại vào năm 2003. Nhưng mà đến năm 2004 thì bà lại rời đi do mâu thuẫn không thể được xóa bỏ. Và từ khi bà đi cho đến năm 2012 thì Jill Sander được tiếp quản bởi Ralph Simons. Nghe tên quen đúng không? Thương hiệu Ralph Simons ấy. Ok, đó là một chút những cái câu chuyện liên quan đến Jill Sander. Còn tập trung hơn vào cái bộ sưu tập Plus J này thì sao? Cái bộ sưu tập Plus J này lần đầu tiên được thực hiện đúng vào khi mà đang khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Và cái ý niệm của bà Jill Sander đó chính là mang toàn bộ những cái thiết kế của high-end designer cộng thêm với chất liệu sang trọng và độ hoàn thiện rất là cao cấp, kết hợp với Uniqlo để tạo ra một bộ sưu tập mà cực kỳ sang. Nó gọi là luxurious but affordable. Nói nôm na đó chính là sang trọng. Nó là cái dáng vẻ của designer brand nhưng mà cái giá rất là phải chăng. Và đợt quay lại này của Jill Sander năm 2020 cũng là cái lúc mà thế giới đang ở trong đỉnh dịch, toàn bộ kinh tế trì trệ, và bà đã lại quay lại tiếp tục kết hợp với Uniqlo để mang cái bộ collection cực kỳ sang trọng, luxurious nhưng mà cực kỳ dễ tiếp cận với tất cả mọi người. Và bộ sưu tập Plus J thu đông năm 2021 này cũng sẽ là bộ sưu tập cuối cùng của Jill Sander kết hợp với Uniqlo. Trong bộ sưu tập lần này thì sẽ có 34 món đồ quần áo của bên nữ và 30 món đồ quần áo ở bên nam. Tất cả những gì mình đang có phía sau này nó mới chỉ là 1/4 của bộ sưu tập này mà thôi. Nhưng mà mình cũng đã cố gắng pick up những thứ cá nhân của mình nghĩ sẽ là điểm nhấn của bộ sưu tập này. Vậy nên là không dài dòng, để anh em phải chờ nữa, vào ngay vấn đề thôi. Như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ đi từ dưới đi lên. Ok, món đồ đầu tiên là một chiếc quần chinos. Và là một chiếc quần slim fit chinos. Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng mà đây là cái chiếc quần chino slim fit. Nó có cái fit đỉnh nhất từ trước đến giờ mà mình từng mặc luôn ấy. Cặp của nó là mid-rise, không phải là high-rise, không phải là cặp cao. Nhưng mà mình thề với các bạn, nếu chân của các bạn không quá to và các bạn muốn một cái chiếc quần mà các bạn có thể dress up được, các bạn có thể dress down được, các bạn có thể đi làm nghiêm túc được, nhưng các bạn vẫn có thể đi chơi trẻ trung được, thì đây là cái món đồ mà các bạn cần phải có. Chiếc quần này bây giờ thì không phải là style của mình nữa. Bây giờ thì mình hay mặc những cái chiếc quần wide fit hơn. Nhưng mà mình vẫn muốn cóp cái chiếc này về để lấy ví dụ cho các bạn rằng là những món đồ basic của Plus J cũng đã quá là tốt rồi, kể cả lẫn fit lẫn chất liệu. Nói về chất liệu thì chiếc quần này 95% là cotton, mà cotton ở đây là Supima cotton, không phải là cotton bình thường. Và điểm đặc biệt của chiếc quần này, đây là một chiếc quần ở woman section, và chính xác hơn nữa thì mình đang mặc size 64. Phần eo của mình bây giờ rơi vào xấp xỉ đâu đấy 70 trên dưới gì đấy. Hiện tại bây giờ mình cao 1m69, nặng 56 cân. Các bạn có thể lấy size của mình làm cái mốc rồi sau đó ướm size các thứ cho bản thân cho chuẩn. Nhưng mà như các bạn thấy đấy, đây là một chiếc quần bên woman section, nhưng mà mặc lên thì nhìn cực kỳ chiến. Nhìn nếu mà các bạn chỉ mặc chiếc quần này và không nói với ai thì cũng chả biết đây là quần của nữ. Cá nhân mình nghĩ thì nếu mà các bạn mặc thì trong ngày các bạn cũng chả quan tâm là nó là quần nam hay quần nữ đâu, quan trọng là nó đẹp và chất lượng của nó rất là tốt. Ở bên phần quần nam thì có hai lựa chọn cũng khá là hay. Cả hai chiếc quần này thì mình không cóp bởi vì là cái kiểu dáng nó cũng khá na ná những cái chiếc quần mà mình đã có rồi. Đầu tiên là cái chiếc quần wool blend tuck pant, thì wool blend nó là quần vải pha rồi cái đó, nhưng mà kiểu dáng tuck pant thì nó rất là giống cái quần của
của GU mà mình đã từng show cho các bạn, thì các bạn có thể mường tượng ra được là cái quần fit nó sẽ như thế nào. Tiếp theo nữa là một chiếc quần Âu straight fit rất là cơ bản thôi, nhưng mà nó cũng là quần wool, 100% wool, merino wool, thì cái giá nó đắt hơn một chút. Ở đây là nó đắt hơn tầm khoảng 400.000. Thì đấy cũng là một số lựa chọn những chiếc quần basic nhưng mà kiểu dáng cái fit rất là đẹp và chất lượng rất là cao. Cái mà mình quan tâm hơn là những cái chiếc quần có kiểu dáng độc đáo như thế này. Đây là một cái chiếc quần mình phải gọi là cực kỳ wide fit, không phải là wide fit bình thường nữa luôn ấy. Một cái ống quần này chắc phải bằng ba cái ống quần slim fit kia mất. Cái quần này khi mặc lên thì fit nó đúng là kiểu style Nhật Bản, là mình cực kỳ ưng luôn. Phần eo thì nó bóp vào, nó vẫn tạo ra được một cái hình dáng làm cho người của mình khá là slim. Nhưng mà phần ống chân thì rất là rủ, rũ rượi và nhìn cực kỳ chill. Mặc cái chiếc quần này mà đi mấy cái đôi boots kiểu như là Alexander McQueen này hay là Doc 1460 thì nó cũng rất là đẹp. Chất liệu của cái chiếc quần này thì còn cao cấp hơn cả hai cái chiếc quần mà mình vừa nói kia. Chiếc quần này 83% là merino wool, nhưng mà nó còn pha thêm 10% là cashmere. Mà các bạn có thể biết được là cashmere là một chất liệu cực kỳ cao cấp. Mình không biết dịch cashmere ra tiếng Việt như thế nào, nhưng nếu để mà nói về áo len thì áo len làm bằng chất liệu cashmere luôn luôn là có giá thành đắt nhất và luôn luôn là cao cấp nhất. Và chiếc quần này cũng là một chiếc quần của woman section. Và chiếc quần này thì mình lại mặc size 61, chiếc quần này lại to hơn bình thường. Về quần bên nữ thì cũng có một số những cái sự lựa chọn cơ bản, nó chỉ khác với bên nam ở một chỗ. Bên nam thường thường là mid rise hoặc là low rise, còn bên nữ thì nó sẽ là mid rise hoặc là high rise, có nghĩa là cặp cao, cặp thấp và cặp vừa đấy. Được rồi, đi lên trên phần trên, phần top thì cái chiếc áo đầu tiên mình muốn show với các bạn là một chiếc áo cashmere luôn. Đây là cái chiếc áo len mà nó phải gọi là cực kỳ mềm, sờ cực kỳ đã. Mà cái chiếc áo len này, hay cụ thể hơn là chất liệu cashmere, là cái chất liệu len duy nhất mà mình có thể mặc trực tiếp lên trên người. Như mình đã chia sẻ với các bạn thì đồ knitwear, đồ len, nếu mà mình mặc trực tiếp lên trên người, cảm giác mình sẽ luôn luôn ngứa ngáy hoặc là da của mình bị dị ứng. Nhưng mà đối với chất liệu cashmere thì chuyện đấy nó lại không xảy ra. Mặc áo cashmere thì đầu tiên là về cái nhìn đi, nó luôn luôn tạo ra một cái nhìn rất là sang trọng. Và cái điểm thứ hai nữa của chiếc áo này, nó chính là đây là chiếc áo turtleneck. Và những chiếc áo turtleneck như thế này mặc cùng với blazer cực kỳ đẹp luôn, nhìn vô cùng sang trọng, cực kỳ lịch sự và tất nhiên rồi, rất là ấm áp và rất là mềm mại. Vậy nên là cái chiếc áo len cashmere này mình nghĩ là các anh em cũng không nên bỏ lỡ đâu. Đây là một món đồ của men section và mình mặc size S. Ok, đang nói đến knitwear thì đây cũng là một món đồ nữa rất là hot trong năm nay. Đây là một chiếc áo cardigan. Và chiếc áo cardigan này thì được làm bằng len lông cừu. Cashmere kiểu như nó là premium tier, còn lông cừu thì nó kiểu như là ở high tier. Thì cái chiếc áo cardigan này là thuộc vào men section. Cái chiếc áo cardigan này thì nó khác với bên của nữ. Để mình lấy cái của nữ ra luôn. Thì bên của nữ, cardigan của nữ lại đắt hơn cardigan của nam, bởi vì chất liệu lại là 100% cashmere. Và hai cái chiếc cardigan này thì nó có hai cái nhìn hơi khác nhau một chút. Chiếc áo của nữ thì phần cổ nó hơi sâu hơn một chút, rồi tổng thể kiểu dáng thì nó hơi ôm vào một chút và nó kiểu như tạo ra có eo. Nhưng mà cái chiếc cardigan của nam thì nó có vẻ hình hộp chữ nhật hơn, nó kiểu hơi boxy hơn và phần cổ của nó thì không sâu bằng là phần cổ của nữ. Nếu mà các bạn muốn có một cái chất liệu tốt nhất, cái kiểu dáng nó hơi define một chút, kiểu như là rõ bộ phận ấy, hoặc là các bạn muốn mặc nó ở cái lớp layer ở giữa, thì cái chiếc áo cardigan bên nữ này nó sẽ rất là phù hợp. Còn nếu mà các bạn muốn mặc cardigan là cái lớp áo ngoài cùng và các bạn vẫn muốn một chất liệu chất lượng nhưng mà không cần phải bỏ quá nhiều tiền như là như thế này, thì cái chiếc áo cardigan bên nam này cũng rất là hợp lý. Cardigan bên nữ thì mình mặc size L, còn cardigan bên nam như mình vừa nói thì mình sẽ mặc size S. Ok, knitwear xong rồi thì bây giờ đến với sweatshirt. Đây là hai chiếc sweatshirt mà cá nhân của mình nghĩ là có kiểu cut mình thích nhất từ trước đến giờ. Kiểu cut của những chiếc sweatshirt này thì như các bạn có thể thấy là nó hơi crop một chút, nhưng mà nó crop cực kỳ đẹp mà nó cực kỳ vai. Mình cũng đã cất công đi tìm những cái chiếc áo sweatshirt mà nó hơi crop một chút, bởi vì mình muốn mặc layer bên trong, mình không muốn nó quá rộng, quá thùng thình. Thì yeah, nếu mà các bạn đang muốn tìm giống mình thì đây là cái lựa chọn dành cho các bạn. Thực ra là ngoài cái việc đấy thì mình cũng không thấy có cái gì đáng để mà nói đến hai chiếc áo này nữa. Chất liệu thì là 80% polyester, 15% là rayon, 5% còn lại là polyurethane. Thì cái điểm khác biệt giữa sweatshirt của nam và sweatshirt của nữ, đó là sweatshirt của nữ thì nó là dáng crop, sweatshirt của nam thì nó sẽ là cái dáng suông. Vậy thôi, cũng tùy vào phong cách và ý định phối đồ của bạn thì các bạn sẽ quyết định xem là các bạn đi với dáng crop hay là dáng suông hơn. Cá nhân của mình thì mình sẽ đi với dáng crop. Cái con màu kem này mà phối với cái chiếc quần sweatpants màu trắng trước của Zara Origin, đúng 10 điểm luôn. Mình nhìn thấy cái chiếc áo sweatshirt màu kem này trên cửa hàng là mình đã biết cần phải làm gì với nó rồi. Đến phần tiếp theo là sơ mi của Uniqlo U, cụ thể hơn là Plus J, làm rất là tốt và cái kiểu dáng của nó rất là đẹp. Về chất lượng đi thì đây là Supermarket, khỏi phải bàn luôn. Nhưng mà cái điểm đặc biệt nhất ấy là cái
kiểu dáng của những chiếc áo này. Cái dáng thì như các bạn thấy là nó không quá dài, nó là shirt mặc bình thường, nhưng mà cái kiểu dáng nó hơi thẳng, ở đằng sau thì hơi có cái curve đuôi tôm một chút. Cái phần kết nối tà này thì nó có cái chi tiết plus J để làm điểm nhấn. Mình cũng không biết là miêu tả cái kiểu dáng áo này như thế nào cho hợp lý, nhưng mà các bạn xem trực quan thì các bạn có thể hình dung được là nó fit lên trên người như thế nào. Cá nhân của mình thấy thì áo sơ mi nó là essential, nó là vật dụng cơ bản. Mà như mình cũng đã chia sẻ thì đến mùa đông mình mới có mood mặc áo sơ mi một chút, vậy nên là bổ sung thêm hai cái chiếc áo sơ mi nhìn rất là đẹp này của Plus J, không thể chối từ. À quên mất chưa nói, đây là áo sơ mi của woman section. Men section thì cái phần tà nó sẽ dài hơn. Ngoài cái kiểu dáng sơ mi này ra thì mình còn thấy thêm một số những kiểu dáng nữa cổ tàu, kiểu là mandarin collar. Nếu style của bạn là cổ tàu thì yeah, đây cũng là một cái sự lựa chọn rất là hay. Những cái chiếc áo cổ tàu đấy thì nó lại có cái kiểu dáng hơi oversize một chút, nó theo kiểu xòe ra, hình khối của nó sẽ là hình thang, vậy nên là các bạn cũng nên cân nhắc trước khi mua. Ok, đấy là những phần top mà mình cảm thấy là nổi bật nhất trong cái bộ sưu tập Plus J lần này. Tất nhiên vẫn đang còn rất là nhiều, nhưng mà cá nhân của mình nghĩ là mình sẽ để các bạn tự khám phá hơn. Đến phần tiếp theo thì mình sẽ phải bỏ chiếc áo blazer này ra, bởi vì ngay sau đây sẽ là những chiếc áo jacket, những chiếc áo khoác, và mình đảm bảo với các bạn là toàn hit cháy rừng thôi. Chiếc áo đầu tiên là một chiếc áo bomber. Bomber jacket là essential cho mùa đông. Chiếc bomber này thì cực kỳ dày dặn, bên trong này là padded, kiểu bên trong nó giống như những cái chiếc áo lông vũ mà các bạn hay mặc ấy, nó cực kỳ ấm luôn, nhưng mà kèm theo đấy là cái nhìn cực kỳ cháy. Đây cũng là một trong những cái món mà được đánh giá cao nhất của bộ sưu tập Plus J lần này. Mình có thể cho các bạn xem luôn ở đây. Cái phần bomber này đúng là crazy, chi tiết cực kỳ ngầu. Phần thun ở cổ tay thì kéo dài lên tận cả bắp tay trên, nhìn cực kỳ chiến luôn. Nếu mà các bạn thích cái vibe hơi kiểu gọi là military, hơi quân đội một chút, hay là hơi kiểu sci-fi tương lai một chút, thì cái chiếc áo bomber này chắc chắn là một cái vật mà các bạn không thể nào bỏ lỡ được. Mình thì mình không có khoái bomber cho là lắm. Mình mặc bomber thì hay bị tạo ra cái hình khối hơi tam giác một chút, nhìn mình không khoái cho là lắm cho nên mình không mặc. Nhưng mà mình phải công nhận với các bạn rằng bomber lần này của Plus J, nó là một trong những cái chiếc áo bomber mà cá nhân của mình thấy là thu hút nhất và mình cảm thấy là hứng thú nhất để mà được thử. Và chắc chắn mình nghĩ các bạn cũng không nên bỏ lỡ cái chiếc áo này nếu các bạn là một fan của bomber. Và chiếc bomber này là ở men section và mình đang mặc size S. Man, cháy quá cháy luôn. Cái chi tiết túi ở bên tay này, có cả zipper này, xong rồi phần phía bên sau thì nó hơi vồng ra và nó hơi crop một chút này, cực kỳ cháy luôn. Ok, tiếp theo, nếu mà các bạn không thích cái kiểu hơi military, quân đội một chút, các bạn lại thích cái kiểu hơi lịch sự một chút, thì Plus J lần này cũng sẽ có đồ cho các bạn. Đây là một chiếc áo heavy wool, nó rất là nặng luôn. Và cái kiểu dáng của nó hơi chill một chút, vai hơi drop một chút. Và như các bạn có thể thấy thì cũng rất là sang. Và thực sự khi mà mình khoác cái chiếc áo này lên thì mình mới công nhận là đúng thật, cái bộ sưu tập Plus J là một bộ sưu tập đem những cái gì cao cấp, đem những cái gì nó sang trọng của designer kéo xuống hẳn fast fashion. Nhưng chính vì như vậy cho nên là cái mức giá nó sẽ không ở fast fashion được nữa, nó sẽ phải đẩy lên mid tier. Và cái chiếc áo này là một chiếc áo ví dụ điển hình. Cái chiếc áo này mình mua là tận 6 triệu lận. Chắc chắn là khi về Việt Nam thì cái giá sẽ bị độn lên thêm nữa. Nhưng mà để so với những cái chiếc áo kiểu như Mason Manzella, để so với những cái chiếc áo của Jill Sander tầm khoảng 50 triệu, 60 triệu, thực sự là nó vẫn cứ rất là đáng. Đấy là mình đang dựa theo cái quan điểm là mình có thể mua được món đồ đấy. Nếu mà các bạn phải cố gắng để với tới thì mình nghĩ là cũng không nên. Nhưng nếu mà các bạn có khả năng về tài chính thì mình đảm bảo với các bạn cái chiếc áo này rất là worth it, cực kỳ xứng đáng. Chiếc áo này thì lại ở men section và mình mặc size S. Ok, cuối cùng đây là một chiếc áo mà mình tâm đắc nhất trong cả cái bộ sưu tập này luôn. Nếu mà các bạn đã xem phim Dune rồi thì các bạn sẽ biết được cái nhìn ở trong cái lúc đấy. Các bạn có thể hình dung ra là cái nhìn của những chiếc áo coat bên trong thì như thế nào đúng không? Thì cái chiếc áo này thực sự là nó pull off được cái vibe đấy. Mặc cái chiếc áo này kiểu như mình là Timothy ấy, nó cực kỳ chiến. Cái cut này mình thề về các bạn không thể tìm thấy ở đâu ngoài Plus J. Mà nếu các bạn đi tìm cái kiểu cut này ở designer brand thì chắc chắn là sẽ ngốn của các bạn không dưới 50 triệu. Đây là cái chiếc áo mà thể hiện rõ nhất cái triết lý thiết kế của Jill Sander. Cực kỳ minimal, không padding, không gì hết. Toàn bộ phần cổ này, rồi đến phần lapel này, cho đến toàn bộ chiếc áo, nó là one piece construction, là được tạo thành một mảnh. Chỉ còn một cái mảnh thứ hai nữa, nó là phụ kiện, đó chính là cái dây đeo này mà thôi. Và cá nhân mình cảm thấy thì mình thực sự may mắn là mình đã cop được chiếc áo này. Cái chiếc áo này trong cái ngày mở bán toàn
toàn bộ size L, XL và XXL đều sold out luôn. Điều đấy có nghĩa là gì? Điều đấy có nghĩa là có rất là nhiều anh em ở Nhật cũng cam cái chiếc áo này rất là hardcore. Vậy nên là nếu các bạn đã bị hấp hồn bởi chiếc áo này thì mình nghĩ là các bạn cũng không nên bỏ lỡ một chút nào hết. Chiếc áo này chắc chắn sẽ là statement piece trong tủ đồ của mình và cũng có thể là trong tủ đồ của các bạn. Và cuối cùng, chiếc áo này là ở woman section và mình mặc size M. Ok, vậy đó là toàn bộ những món đồ ở bộ sưu tập Plus J mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Ở Nhật hiện tại bây giờ thì bộ sưu tập đang bắt đầu sold out hết tất cả rồi. Nhưng mà Uniqlo Việt Nam thì mình nghĩ là đến cuối tháng 12 mới mở bán cái bộ sưu tập này. Vậy nên là các bạn sẽ có rất nhiều thời gian để chuẩn bị là một. Cái thứ hai nữa là xem video này các bạn đã biết sẵn được những món nào sẽ là cực kỳ cháy trong bộ sưu tập là hai. Vậy nên là đừng chần chừ mà bỏ lỡ mất cái bộ sưu tập đỉnh nhất của Uniqlo từ trước đến nay. Ok, và để kết thúc video thì mình phải một lần nữa cảm ơn nhà tài trợ của mình, đó chính là Frank. Từ chiếc túi Calvin và Central Park này hay là chiếc túi Attorney này thì đều phối đồ với Plus J, rất rất là đẹp. Điểm chung của Frank và Plus J đó chính là mang lại một cái nhìn rất rất là lịch sự, rất rất là sang trọng của designer brand, cùng với một cái chất lượng cũng rất rất là tốt so với giá tiền. Những sản phẩm da của Frank thì đều được làm thủ công và được làm bởi top grain leather. Và như các bạn đã biết thì top grain leather là một trong những dấu hiệu nhận biết rằng đấy là da chất lượng. Các bạn có thể nhìn kỹ vào cái chiếc túi Attorney này thì đây là AP leather, mà AP leather là signature leather của Louis Vuitton. Để sở hữu được AP leather và sở hữu được một cái túi có kiểu dáng rất là giống cái túi Danube của Louis Vuitton, thay vì các bạn phải trả 50 triệu, 60 triệu thì đối với Frank các bạn có thể tiếp cận được với mức giá cực kỳ là hợp lý. Và hơn thế nữa, bây giờ Frank đã hỗ trợ anh em trả góp với định kỳ 3 tháng. Vậy nên là các bạn đừng chần chừ, hãy click vào cái link phía bên dưới truy cập thẳng vào website của Frank, chọn ra những cái sản phẩm mà bản thân các bạn cảm thấy phù hợp nhất và yêu thích nhất. Và đừng quên rằng vì Frank là sponsor của Kiên Phạm, vậy nên là mình cũng sẽ có những code giảm giá cực kỳ ưu đãi mà chỉ có viewer trên kênh KIENPHAM mới có được nhá. Link in the description. Ok, nếu mà các bạn cảm thấy thông tin cho video của mình hữu ích thì đừng quên drop cho mình một like. Đừng ngần ngại nhấn nút subscribe, nhấn luôn vào cái chuông, cạnh nút subscribe để nhận notification mỗi khi mình up video mới. Mình cũng sẽ để những link social media phần bên dưới description box. Các bạn hãy follow Insta của mình để cập nhật thêm những ý tưởng phối đồ, mix and match item khác nhau, cập nhật thêm cho bản thân những kiến thức về men size nói riêng và thời trang nói chung. Ok, see you guys later. Be strong, be confident. Bye bye.